Rồi thế cũng chia sẻ với bà con là thế pha liều lượng là cái bình này là 25 lít nha, 25 lít. Để mở ra. Rồi hơi cứng quá, để hai gà mở ra chia sẻ với bà con sao. Rồi. À, cái này là cái này á là cái Arilite AA này. Đó, thì thấy cũng chế ra cho bà con xem cái màu của nó nha. Cái màu của nó giống màu xì dầu và nó có mùi. Okay. Hình như là mùi nè bà con thấy đó, cái màu nó vậy nha bà con. Cái màu nó vậy. Rồi, tiếp theo là cái chai Nutri Atri nè. Dinh dưỡng Tây Ban Nha nha bà con, Nutri Atri okay. Dinh dưỡng Tây Ban Nha khỏe cây tăng năng suất nè. Đó thì thấy cũng chế luôn cái màu thuốc cho bà con xem. À, liều lượng khoảng nắp này như vậy nè. Đó như nắp vậy là 30 cc nha bà con. Còn nắp này nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn chút. Cỡ như đây là khoảng 30 cc á. Rồi, còn cái này cái chai Acro 2 mà thế xài còn dương chút nè bà con. À, giờ chế ra cái màu so sánh ba cái màu cho bà con xem luôn. Xong rồi cũng pha còn ít thôi mình pha chung phun luôn bà con. Đó. Agro 2 nè, Agro 2. Cái màu Agro 2 thì nó có vẻ là nó lợt hơn. Nó lợt hơn. Nó cũng hai cái Arilite AA này. Đó, cái Arilite AA là bên đây nè. Còn cái Agro 2 nè, cái màu nó cũng tương tương tự đó bà con. Thấy không? Nó đó do đựng hai cái nắp khác nhau mình thấy như vậy đó. Đó thì nó cái màu nó cũng tương tự hay cái màu giống màu là nước tương xì dầu rồi đó, ha. Còn cái này là của cái Nutri Atri nha, cái chai Nutri hợp tiên. Rồi để thấy để đây thấy mở cái nắp ra rồi đổ vô cho bà con xem luôn. Rồi ba thứ này đổ chung luôn bà con, tại vì còn một ít Agro 2 này, chai Agro 2 này xài luôn, đổ chung luôn xài luôn. Đây là của Agro 2 đây. Agro 2 thì dưỡng cây là khỏi khỏi phải chơi ha bà con. Rồi dưỡng cây phục hồi khô miệng cạo, cái này Nutri Atri thì là axit amin thì khỏi phải bàn luôn, amino acid đó rất tốt luôn. Còn cái Nutri là dưỡng dưỡng dinh dưỡng khỏe cây tăng năng suất đó, nhiều loại này nó kết hợp lại ha bà con. Đó liều lượng này là khoảng 30 cc đó. À, sẵn cũng chia sẻ luôn bà con cái công dụng đồ ấy, cũng chia sẻ nhiều rằng cái này là amino acid ha, nó giúp là cải tạo đất, khử độc phèn, ngộ độc hữu cơ, ra rễ cực mạnh, chống vàng lá bạc lá, phục hồi cây sau thu hoạch, chống chịu khô hạn, phát triển đọt và cành thứ cấp nhanh. Tức là ba thứ này là kết hợp lại là toàn là dinh dưỡng không đó. Thì ngày hôm nay thấy quay chia sẻ với bà con cái màu sắc của ba loại thuốc này, thì cái màu của cái Arilite AA này nè với cái Acro 2 là nó giống y chang nhau ha. Còn cái màu này Nutri Atri thì nó lợt hơn đó. Rồi thì hãy tiếp tục phun và để chia sẻ cái kết quả vào ngày 29 tháng 11 cho bà con ha. Cũng phun lên được lên thân rồi bà con, không phun được lên lá nha, phun được lên thân thôi tại vì nó cao quá. Để thấy đổi cái bét thử coi rồi phun được lên cái lá rồi chia sẻ tiếp cho bà con. Hôm nay thì phun lên thân nha. Rồi cảm ơn bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.